Ngọc Thật và Việt Anh xin kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Tây Ninh Ngày Mới của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Chương trình phát sóng vào lúc 6 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh TTV11 và được phát trực tuyến trên website tayninhtv.vn. Thưa quý vị, hôm nay thứ Bảy ngày 21 tháng 11 năm 2020, Việt Anh và Ngọc Thật cùng ekip thực hiện chương trình. Kính chúc quý vị có những ngày cuối tuần vui vẻ bên người thân và gia đình. Và mở đầu chương trình thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm lại những sự kiện đáng chú ý ngày qua. Trong không khí vui tươi của cả nước chào mừng kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, sáng ngày 20 tháng 11, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh, Ban giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tây Ninh đã đến thăm tặng hoa chúc mừng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo tỉnh nhà. Bên cạnh đó, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm tri ân các thầy cô giáo. Ngày 19 tháng 11, Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh tổ chức hội thi sáng kiến cải cách hành chính năm 2020. Hội thi có 15 đội đến từ các phường, xã, các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thành phố. Ngoài các giải tập thể, ban tổ chức đã trao giải đề tài sáng kiến hay cho thí sinh Nguyễn Đông Quỳnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 3 với đề tài sáng kiến ứng dụng QR code nhằm nâng cao chất lượng thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Vào sáng ngày 20 tháng 11, nhà sưu tập Nguyễn Ngọc Ẩn, ngụ tại phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, đã tặng 315 hiện vật cổ vật cho Bảo tàng tỉnh Tây Ninh. Trong đó có nhiều hiện vật có niên đại sớm và thuộc các nền văn hóa như Đông Sơn, Champa, văn hóa Hán, Trung Quốc cổ đại và văn hóa các thời Lý, Trần, Lê và Nguyễn của Việt Nam. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã tặng bằng khen cho nhà sưu tập Nguyễn Ngọc Ẩn. Thưa quý khán giả, thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc tổ chức diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu cấp tỉnh năm 2020 và dự kiến là năm 2021 sẽ diễn tập ứng phó sự cố hóa chất. Theo dự kiến, buổi diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu cấp tỉnh năm 2020 sẽ diễn ra lúc 8 giờ sáng nay, thứ Bảy ngày 21 tháng 11 tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Tây Ninh, số 1/40, quốc lộ 22B, ấp Long Bình, xã Long Thành Nam, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Chúng tôi sẽ thông tin chi tiết về buổi diễn tập này trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mời quý khán giả đón xem. Thưa quý khán giả, thông tư 110 năm 2020 của Bộ Công an quy định quy trình thu thập vân tay của người đề nghị cấp hộ chiếu có gắn chip điện tử như sau. Trường hợp vân tay được thu thập bằng máy quét chuyên dùng thì thực hiện như sau. Thu thập vân tay chụm của 4 ngón bàn tay phải, vân tay chụm của 4 ngón bàn tay trái, vân tay của 2 ngón cái, vân tay lăn của 10 ngón. Trường hợp nếu không thu thập được đủ 10 vân tay thì mô tả và nhập thông tin về tình trạng vân tay không thu thập được. Trường hợp vân tay được thu thập bằng máy quét chuyên dùng không bảo đảm tiêu chuẩn để phục vụ việc nhận dạng tự động thì thực hiện thu thập vân tay bằng cách lăn mực. Sau đó được quét lại để lưu trữ hoặc khai thác từ cơ sở dữ liệu về căn cước công dân nếu có và ghi chú cụ thể trong hồ sơ thu thập vân tay. Thông tư 110 năm 2020 của Bộ Công an sẽ có hiệu lực từ ngày 30 tháng 11 năm 2020. Lưu ý, quy trình thu thập vân tay bằng máy quét chuyên dùng và bằng cách lăn mực không áp dụng đối với trường hợp không thể thu thập được vân tay nào để phục vụ nhận dạng tự động. Thưa quý khán giả, xây dựng nông thôn mới là một trong những kết quả nổi bật của tỉnh Tây Ninh trong năm 2020. Đó là đánh giá chung của Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2020. Thị xã Hòa Thành hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019, đang trình hồ sơ để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận. Dự kiến đến cuối năm 2020, toàn tỉnh Tây Ninh có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 45 xã, đạt 63,4% tổng số xã trên địa bàn tỉnh. Quý khán giả thân mến, nằm trong hình thái thời tiết của Tây Ninh, ban ngày vẫn có những khoảng mây dày, nhiệt độ thì không có quá nhiều thay đổi. Tuy nhiên thì vào giữa trưa, chúng ta sẽ có cảm giác là nắng nóng gay gắt hơn và dự báo là kiểu thời tiết này có thể sẽ tiếp tục duy trì ở Tây Ninh trong 2 ngày cuối tuần. Và ngày cuối tuần để không khí gia đình thêm đầm ấm gần gũi, quý khán giả cũng như là Ngọc Thật có thể chuẩn bị những cái bữa cơm không chỉ ngon mà còn giàu năng lượng. Và thưa quý vị, tiết trời nắng nóng như hiện nay á thì quý khán giả nhớ là phải bổ sung những món ăn mang lại nhiều lợi ích về sức khỏe cho mình nha. Và thời tiết Tây Ninh có thuận lợi để quý khán giả của Tây Ninh Ngày Mới lên kế hoạch ngay cho tối cuối tuần đi đâu cùng với gia đình hay không? Ngay bây giờ, Ngọc Thật sẽ cùng với những lưu ý và thông tin cập nhật thời tiết của Tây Ninh Ngày Mới đến quý khán giả. Thưa quý vị, hiện nay áp cao lạnh lục địa tiếp tục suy yếu sau tăng cường trở lại. Trên cao thì áp cao cận nhiệt đới suy yếu và rút ra phía đông. Ở phía nam, rãnh thấp xích đạo có trục ở khoảng 4-7 độ Vĩ Bắc.
đêm nay và ngày mai, khu vực Tây Ninh nằm ở rìa xa phía Nam, lưỡi áp cao lục địa phân tích trên và phía Bắc rãnh thấp xích đạo. Tại khu vực miền Đông Nam Bộ, mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 23 cho đến 34 độ C và độ ẩm trong không khí là 82%. Mực nước cao nhất tại Gò Dầu Hạ sông Vàm Cỏ Đông trong khoảng là 0,90 cho đến 0,95 m. Và kính thưa quý khán giả, bệnh nguy hiểm thường gặp vào mùa đông xuân đó chính là bệnh sởi và hay gặp ở trẻ nhỏ dưới 5 tuổi. Người lớn thì ít mắc bệnh vì đã bị mắc từ bé, có miễn dịch bền vững. Virus sởi có thể gây suy giảm miễn dịch tạm thời nên bệnh nhân dễ mắc các bệnh nhiễm trùng khác. Và theo thống kê của chương trình tiêm chủng mở rộng, số ca mắc bệnh sởi thường tăng cao trong các tháng từ tháng 11 cho đến tháng 3 hàng năm. Virus gây sởi có ở mũi và cổ họng của bệnh nhân. Virus lây qua đường hô hấp, lây trực tiếp khi bệnh nhân ho, hắt hơi, nói chuyện. Bệnh sởi rất dễ lây và có tới 90% những người tiếp xúc với bệnh nhân sẽ bị lây sởi nếu chưa được chích ngừa. Do đó thì các bậc phụ huynh cần lưu ý là tiêm chủng đầy đủ các vaccine phòng bệnh cho con em của mình theo đúng lịch. Bên cạnh đó, với đặc điểm khí hậu của mùa đông xuân thì cần chú ý đến tình trạng vệ sinh cá nhân, dinh dưỡng và đảm bảo sức khỏe cho trẻ. Nếu vệ sinh môi trường sống, vệ sinh cá nhân kém thì đây chính là nguyên nhân khiến cho dịch bệnh vào mùa đông xuân dễ dàng bùng phát thành mùa bệnh sởi. Và quý vị thân mến, hy vọng rằng là với những thông tin về thời tiết và sức khỏe vừa rồi sẽ giúp cho quý vị có thêm nhiều thông tin bổ ích. Còn ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những thông tin tiếp theo của chương trình Tây Ninh Ngày Mới. Quý khán giả thân mến, sau một tuần tạm nghỉ nhường chỗ cho các trận đấu tại UEFA Nations League và vòng loại World Cup 2022, vào cuối tuần này các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu sẽ trở lại với những trận đấu đầy hấp dẫn. Sau đây là lịch thi đấu và thông tin của các cuộc đối đầu đáng chú ý này. Ở vòng chính giải Ngoại hạng Anh, tâm điểm sẽ là cuộc đối đầu giữa Tottenham và Manchester City diễn ra vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 22 tháng 11. Ở bảng xếp hạng hiện tại, đội bóng thủ đô London đang có vị trí thứ hai với 5 điểm nhiều hơn Man City. Thầy trò huấn luyện viên Mourinho cũng rất tự tin cho màn đối đầu này. Man City có thể chưa thi đấu ổn định kể từ đầu mùa nhưng với bản lĩnh cũng như đẳng cấp của mình cũng có thừa tự tin để hướng đến chiến thắng. Vòng đấu này thì Manchester United sẽ tiếp đón đối thủ nhẹ ký West Brom, còn trước đó Chelsea sẽ có chuyến làm khách trên sân của Newcastle. Tại vòng 10 La Liga, ba ứng cử viên vô địch đều sẽ ra sân vào tối nay và rạng sáng mai. Đáng chú ý đó là cuộc chạm trán giữa Atletico Madrid và Barcelona vào lúc 3 giờ rạng sáng mai. Trong khi đội bóng thủ đô đang xếp thứ 3 với 17 điểm thì gã khổng lồ xứ Catalan chỉ đứng vị trí thứ 8 với 6 điểm ít hơn. Atletico có lợi thế sân nhà và họ cũng là câu lạc bộ duy nhất chưa thua sau 9 trận đã qua tại La Liga. Nhưng Barca với Messi trong đội hình luôn là cái tên mà các đối thủ phải dè chừng. Cũng ở vòng 10 La Liga thì Real Madrid sẽ làm khách trước Villarreal. Cuộc đối đầu giữa đội xếp thứ 4 và xếp thứ 2. Ở vòng 8 Serie A thì Juventus sẽ có cơ hội để góp mặt ở top đầu khi chỉ phải tiếp đón một Cagliari bị đánh giá thấp hơn rất nhiều. Nhà đương kim vô địch dù đang giữ được mạch trận bất bại nhưng lại có đến 4 trận hòa nên vẫn đang xếp vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Diễn biến kết quả của những trận đấu này cùng các thông tin thể thao hấp dẫn khác sẽ được chúng tôi cập nhật trong bản tin thể thao lúc 14 giờ 20 phút trên kênh TTV11. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin về các chương trình giải trí sẽ được phát trên TTV11 trong ngày hôm nay. Chỉ có chiếc bình cổ thôi à. Bí mật món quà 49 ngày của Sơn Đảo dành cho Lan là gì? Đón xem tập 7 của bộ phim Hồ Sơ Lửa phần 3 Tử Thi Lên Tiếng phát sóng lúc 12 giờ. Ta sẽ không để cho nàng giết ta. Ta muốn ta và nàng cảnh giới cao nhất của sự chịu đựng mà Lý Thường Ngân có thể chịu được là ở mức nào? Đón xem tập 50 của bộ phim Đông Cung phát sóng lúc 17 giờ. Anh đang cúi đầu chờ ân huệ. Cùng thưởng thức trích đoạn cải lương Tô Ánh Nguyệt của soạn giả Trần Hữu Trang phát sóng lúc 20 giờ 30 phút. Xin chào em. Trước tiên chị muốn biết một số thông tin về em trước nè, em bao nhiêu tuổi? Hạnh phúc ở đâu? Một chương trình đặc sắc nơi mà quý khán giả có thể trải lòng về những nỗi đau, các góc khuất trong hôn nhân và tình yêu. Trong tập 19 của talk show Hạnh phúc ở đâu tuần này, được phát sóng lúc 20 giờ, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ MC Cát Tường và chị Kim Thuận để lắng nghe tâm sự về cuộc sống hôn nhân mà chị đã trải qua. Thì cái chương trình này nó giúp em là suy nghĩ. Thưa quý khán giả, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tây Ninh Ngày Mới của TTV 11 ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đừng quên đón xem chương trình Tây Ninh Ngày Mới được phát sóng vào lúc 6 giờ 30 phút hàng ngày. Quý vị có thể xem trực tuyến trên website tayninhtv.vn, kênh YouTube và fanpage chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh hoặc cài đặt ứng dụng Tây Ninh TV để có thể xem chương trình ở bất cứ đâu. Còn bây giờ, Việt Anh và Ngọc Thật xin kính chào và hẹn gặp lại.